bên nó cao bao nhiêu? Con ba chân mấy à? Sợ dễ sợ. Gạt tôi hả? Ơ trời, chị đây rồi. Đâu đứng lên ngồi cao bao nhiêu? Dạ. Làm gì rước lên dữ vậy? Thôi ngồi xuống đây. Là gì? Dạ, em tên là Phương Nhung. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Xin mời bạn Nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trọng Việt, năm nay 32 tuổi. Em làm ở Viện Công nghệ Thông tin, làm nghiên cứu viên. Tức là nhân viên nghiên cứu? Là người nghiên cứu. Người nghiên cứu? Dạ. À, cái tên này cũng là lạ ha. Đó, cụ thể công việc như thế nào bạn? Mình sẽ nghiên cứu thiết lập những cái thiết bị, những cái hệ thống để những hệ thống đó mới có thể vận hành được. Ví dụ như là làm một con robot thì để cho nó có thể hoạt động được theo cái ý của mình thì mình phải thiết lập những cái hệ thống như thế nào cho nó phù hợp. Nghiên cứu robot nó thực hiện theo những ý định của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mình có thể nào nghiên cứu trái tim con người nó đập theo nhịp của mình được không? Con người nó không thể giống như con robot được. Nó có nhiều suy nghĩ, nó có nhiều tâm tư, có nhiều tình cảm, thành ra đương nhiên là rất là khó để lập trình cái đó. Giờ bạn nghiên cứu trái tim đi, điều chỉnh trái tim được không? Trái tim thì rất là khó để điều chỉnh ạ. Nó luôn luôn thay đổi, nói chung là nó theo cái cảm tính thôi. Thì tim bạn thay đổi hoài luôn hả? Tim mình thì không thay đổi, có thể là tình cảm thì thay đổi hả? Cái gì mà mới vô mình dí người ta dữ vậy anh Linh? Nhung ơi, dạ. Nãy em nói là em 30 tuổi. Em 31 chị. 31 tuổi. Rồi có khai gian không? Dạ chị không tin, em cho mượn giấy chứng minh. Vậy hả? Chà, vậy là mình bây giờ tuổi này là lấy luôn, cưới luôn được rồi đó ha. Dạ nếu mà hợp thì sẽ cưới luôn. Cưới luôn là bao lâu mình cưới được? Em không quan trọng thời gian, quan trọng là tới thời điểm đúng lúc là được. Nhưng mà ở nhà có hối thúc mình lấy chồng chưa? Mẹ em không dám hối, sợ em chọn đại. À, có nghĩa là biết là mình muộn nhưng mà cũng phải lựa chọn cho cẩn thận đúng không? Vậy thì mình đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình? Người đó hiểu em, trầm tính một xíu, đừng có tối ngày cứ bu bu cái miệng, em không thích. Gì lobo cái miệng là sao? Lobo cái miệng lobo là sao? Dạ là có nghĩa là nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Người ta không có nói nhiều nhưng mà người ta nghiên cứu nhiều. Nghe dùng cái từ nói nhiều chút xíu đỡ tự nhiên lobo cái miệng. Không phải bô bô chứ không phải là lobo. Bô bô cái gì có cái bô nó khó chịu à. Rồi vậy thì em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa? Em không thích người mà ngồi gác chân lên ghế, không thích bung đùi. Đừng nói bên kia nãy giờ ngồi gác chân lên ghế nha, với rung đùi nha. Còn gì nữa? Vậy thì về bản thân mình thì em thấy mình có những ưu điểm khó gì? Khó chịu. Em thấy nhiều ưu điểm quá trời biết kể cái nào. Đó coi. Gì vậy? Cái gì vụ gì? Em nhiều ưu điểm quá em không biết kể cái nào. Và điển hình cụ thể là một cái ưu điểm nào mà nổi trội nhất của em? Em dễ đồng cảm với người khác. Mình hiểu được, mình nhìn họ, mình có thể cảm thông được với họ, đồng cảm được với họ. Rồi cái khuyết điểm gì của em cũng đừng nói là nhiều lắm, cũng không biết kể cái nào. Dễ cũng nhiều lắm. Một cái khuyết điểm cụ thể. Em rất là nóng tính chị. Nhìn vậy mà nóng tính hả? Dạ. Nóng quá chắc bồ bồ cái miệng à. Nhung nè, tại sao mình không lo tìm bạn trai lập gia đình mà để cho ế tới bây giờ? Dạ tại em đi làm, em đi học, rồi rảnh rỗi thì em về nhà. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn nhưng mà chắc có lẽ là tại vì em chưa tìm được người hợp ấy á chị, cho nên bên đây hợp nè. Nãy nó chưa gặp người để thích, bên đây thể thích thôi, bên đây tôi nhìn tôi còn thích, đừng có chi bên đó. Tiêu chí của em lớn không? Em nghĩ là cũng bình thường đó. Bình thường là như thế nào? Về tính tình thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nói chung là bên kia thấy dễ thương lắm á, nghe tiếng cười thôi thấy ghét rồi. Rồi gì nữa? Với lại nếu mà về hình dáng thì tất nhiên là nó cũng phải có sự cân đối một chút. Cân đối là sao em? Cân đối tức là nhìn không mập quá mà cũng không ốm quá chị. Chị với lại bạn đó nói chung là phải cao cao, ví dụ như từ 1m65 trở lên thì... Hả? 1m56 được không? Cái đó thì cũng được nhưng mà em chỉ sợ là em ngại, là ngại cho bạn nữ thôi. Có gì đâu ngại, chủ yếu là con người thôi chứ bên ngoài đâu có quan trọng đâu. Ta mỏi cổ quá chị ơi, em cũng mỏi nữa mà. Thấy không được rồi, bên đó cao bao nhiêu? Có 1m9 mấy à. Sợ dễ sợ. Gạt tôi hả? Ơn trời, chị đây rồi. Đâu đứng lên coi cao bao nhiêu. Dạ. Làm gì nước lên dữ vậy? Thôi ngồi xuống đi. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Em cao 1m mấy? Em thua anh rồi. Thua chắc rồi.
Trời ơi. Bây giờ bên đây rất là dễ thương, rất là duyên dáng, nhưng mà có 1m46. Tính sao? Tất nhiên cái đó là một cái mình đặt ra thì thôi, còn nó phải phụ sự phối hợp của rất nhiều yếu tố, cho nên tốt nhất là phải gặp mặt thì mới biết được chị ơi. Cái ưu điểm của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, với lại có thể là hiểu một chút tâm lý của phụ nữ. Hiểu tâm lý phụ nữ lắm á, mà giờ chưa có về người yêu đó. Hiểu lắm. Tại vì em cũng mới làm đây được có mấy năm đó anh. Bây giờ tôi nói bớt cái chiều cao xuống một chút được không? Đang trả giá nè, đang thương lượng nè. Dạ được chị. 1m46. Dạ được. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi á, hồi chê ta lùng cũng được đâu. Không, em không có chê đâu chị. Em chê. Bạn tự nhận mình có khuyết điểm gì? Cao lắm. Anh Quyền Linh em phải leo lên ghế là... vẫn lùng hơn ổng. Đôi khi thì cũng chắc là nói nhiều. Nói nhiều. Dạ, với một cái nữa là em làm việc cũng có một chút nguyên tắc. Nguyên tắc là sao? Ví dụ như là hay đi đúng giờ lắm, nhưng bạn bè nhiều khi trễ thì cũng rất là bực cái chuyện đó. Đúng hoặc giờ là cái chuyện... đúng giờ thôi, giờ vậy thung thấy ghét lắm. Hoặc là cái chuyện ví dụ như trong quá trình mà hẹn thì người ta đồng ý tham gia hoặc là đi chơi gì đó rồi, nhưng mà cuối cùng người ta bận, người ta không thông báo lại, mà người ta cứ coi như là bỏ qua luôn. Vậy là mất lịch sự. Dạ. Chị Tường hay vậy lắm. Vậy vậy là như mất lịch sự rồi đổ rồi chị Tường. Không có, nói chị Tường đẹp. Nhung, em làm công việc gì trong công ty? Dạ, em làm trợ lý giám đốc. Wow, trợ lý giám đốc. Vậy là coi như là thể giám đốc đi đâu mình phải đi theo đó. Dạ cũng không hẳn là vậy, thường là sếp đi ra ngoài thì em ở lại đó, em ở lại công ty để mà quán xuyến mọi chuyện rồi về thông báo lại, báo cáo lại. Nghĩa là mình cũng làm giờ hành chánh thôi. Dạ em cũng làm giờ hành chánh, nhưng mà thường thì em làm hết việc chứ không có hết giờ. Nhưng mà thường thường á nha, mấy ông đàn ông là hay ghen cái vụ mà trợ lý giám đốc lắm á nha. Nữa. Không biết bên đây có ghen không à? Ghen không? Đàn ông thì ai cũng ghen hết, nhưng mà nói chung là nếu mà cái người phụ nữ mà họ thực sự tạo cái sự tin tưởng cho mình thì em nghĩ là đó. Vậy tôi mới nghe người ta nói phụ nữ ai cũng ghen, này có đàn ông ai cũng ghen hết trơn. Vậy em hỏi anh Nguyễn Linh chứ vợ anh mà dường như là đi có thứ bạn bè này kia giao lưu nhiều với phía đó, ông lanh quá ông ơi. Không có ghen, anh không có ghen, tin là không có ghen. Bạn nam ghen. Nhà mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em hôm nay chắc cũng có vài chục à. Dạ chắc cũng dài ba mối tình gì đó chị ơi. Dài ba hả? Lanh quá à. Có cái lý do nào chia tay tại bị nói nhiều quá không? Dạ không chị ơi. Chứ lý do sao chia tay? Chia tay thì hồi xưa ví dụ như em học bên kia thì cũng 7 năm á chị. Thì bạn ở đây cũng chờ đợi thời gian rồi, nói chung là xa mặt cách lòng á ha. Dạ nói chung gần gần vậy. Hoặc là cái trường hợp như hồi xưa em làm ngoài Hà Nội thì cũng vậy nữa. Nhiều khi là cũng cái thời gian á mình đi vô đây rồi mình làm đó mình, nhưng mà bạn nữ không vô đây đó chị. Bạn này ở gần đây không sao. Bạn này có thể là gần mặt, gần bằng lòng luôn. Trời ơi! Dạ. Cắt tóc giống mày ca quá ta. Mày ca là sao anh? Hả? Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Dạ. Em có nụ cười là dễ nhớ lắm nha. Đâm cười coi cái cây. Đó. Cười. Dạ. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau để nhìn thẳng vào nhau ha. Rồi chúng ta cảm nhận và chúng ta chọn hẹn hò không hẹn hò. Mình nói giờ mình quen bao nhiêu bạn trai rồi? Em chưa quen ai bao giờ. Cái gì? 31 tuổi mà chưa quen ai bao giờ? Dạ. Chưa một mối tình nào dắt dai hết. Dạ chính xác là vậy. Chưa có mối tình nào luôn. Hung chưa? Trời ơi trời. Chưa được hung nghe, chưa được hung lần nào nha. Bữa nay là tê tái luôn. Lên đây. Gì? Bữa nay mình đặc biệt cặp này mình mở lên 2 phút mình cho hung thôi, mình đừng nói chuyện được không? Hung cho nó tê tái. Rồi kéo màn lên. Hú hồn. Hung. Dạ chào anh. Chào Nhung. Dạ. Bạn thích một người cao 1m65 nhưng thực tế mình không có đạt chuẩn như bạn. Thực ra thì mình cũng nói ngay từ đầu là đó chỉ là một cái tiêu chí đặt ra thôi. Thì nói chung là nó còn phải nhiều cái yếu tố khác nữa. Đứng lên đo thử coi có phải nhón hay bắt ghế gì không? Dạ, chắc cũng không nên làm gì, làm gì là ngại cho... Mình thì mình không có ngại. Em nói vậy nè, không cao mà người khác thấy sao? Phải ngước nhìn. Đó. Không, thực ra khi mà cao rồi thì người ta cũng ngước nhìn mà anh. Mà người ta ngước xuống, thay vì ngước lên thôi. Đó là gọi là cuối rồi. Nói chung hai bên đều mệt, người ngước lên xuống mỏi cổ. Người lên cũng mỏi, người xuống cũng mỏi. Dạ quê. Thì lúc đó thì mỗi lần đi đâu em sẽ cố gắng em sẽ đem theo cái ghế. Rồi vô chuyện tình yêu đi, cười hoài. Thấy cô này có giống người tình trong mộng của mình không? Dạ thực sự thì em đến chương trình này thì ngoài cái việc mà giống như cái chủ đề của chương trình là hẹn hò với tìm kiếm mọi người, thì em cũng muốn gặp gỡ, kết giao với tất cả mọi người. Sau này để có nhiều cái công việc liên quan hoặc gì đó thì chúng ta có thể là tập hợp lại. Nói chung mình làm ăn hả? Tới đây làm ăn hả? Dạ không phải làm ăn anh.
kiếm mối làm ăn hả? Dạ em nãy giờ em chưa nhắc từ nào là từ làm ăn ở đây. Thì em nói giao luôn, gặp nhiều người làm ăn hả? Ủa gì chứ, ví dụ như trong các công việc mà mình cần phải có sự trợ giúp này trợ giúp kia chứ mà anh. Giờ tới đây kiếm vợ hay là làm ăn? Ông tập trung chuyên môn tôi cái đi ông. Lành quá trời lành luôn. Chị thấy không có hợp ý em. Không có hợp gì. Người ta nhìn mắt chớp chớp bây giờ. Có không? Có chớp chớp không? Ừ chớp. Bây giờ chớp bối rối rồi. Ai chớp anh? Bên kia tôi không có làm. Không lành lắm à. Hết chưa? Giờ cũng muốn nói nhau gì nữa không? Cho 30 giây cuối cùng. Nhìn tôi hoài vậy trời, nhìn đây nè. À, bạn có thích ngôi nhà và những đứa trẻ không? À, cái đó thì nói chung là ai cũng hướng tới hết cái chuyện đó. Môi trường làm việc của bạn có nhiều bạn nữ không? Môi trường của mình là môi trường nghiên cứu, thành ra nữ cũng tương đối là ít. Dạ. Hết giờ. Dạ. Em lâm có gì lắm. Muốn hỏi chị Cát Tường không? Dạ không. Lâm lắm mà đòn để người ta hỏi không à. Ờ. Thanh niên gì kỳ cục. Ủa là tôi không có chọn rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định là chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Ủa thế bạn đẹp trai lắm sao không bấm? À, dạ bạn đẹp trai nhưng mà có lẽ đẹp trai với người khác. Đó, cười vậy, cười vậy là... mà không bấm. Dạ. À, điểm nào ở anh ấy mà em không đồng ý? Em không biết, nói chung là em nhìn vào mắt bạn đó em không thấy sự chia sẻ. Ừ. Dạ. Thế còn bạn trai? Dạ đây là câu trả lời của em, nãy em định nói với chị đó. Cứ thể là chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ. Thôi mình bắt tay nhau cái, chúc sức khỏe nhau. À, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và mong rằng là hai bạn rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Họ đang còn ở đâu đó mà giờ mình chưa tìm thấy. Hai bạn vẫn có thể là những người bạn tốt với nhau. À, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đây, cảm ơn. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10, quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi, nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nghe được môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Cái đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là rõ rồi. Nha em. Khi nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la Linh nghe không được gì hết. Nó xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, chung thủy, độc lập. Dạ điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi cưới sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi, trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Ừ. Em bây giờ một mẫu hình lý tưởng thế nào ông trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Ừ. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình trước. Nhiều khi cao quá về cái nhưỡng nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà.
Có nhiều khi cũng không cần cao cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không? Ừ. Coi, coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Còn mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Nhưng cái tính em cần là chung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết chung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, dạ chỉ ăn chích kìa chị. Gì? Chích, chích. Trời không ơi, nói thiệt chứ. Là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chỉ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, ừ. Đúng không? Ừ. Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Yeah. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùn 1m45 cũng ok luôn. Như còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, còn... cao nhiêu nè? À, em phải... nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên he. Dạ. Ờ, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau, thấy thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Họp nhanh nè. Hả? À, em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu dư sức. Em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Thì vui vẻ, dễ thương á. À, em thấy thì cũng được. Ừ. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây thì dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ưng ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, tới luôn. Rồi, đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xinh gồng. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà dừng em anh có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em. Nếu hơn. Mà em giữ như vậy á, rồi hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không? Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ, anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi
Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Vậy cũng ý tưởng chín đến một chín tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua lên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì vẫn ở trên đấy. Anh nói là anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. Thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc tay. Không có thuộc lại. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào vậy anh? Biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3. Nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động không. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự đó nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả, chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình. Cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi cao một chút. Tính cách thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc. Chị Cát Tường chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả và chào bạn cùng chơi bên đó ạ. Bạn mình chết bên đó chưa có ra, từ từ. Mình tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Đặng Thị Lâm Thúy. Em 29 tuổi ạ. Cầm gì vậy? Bí quyết võ lâm của em á. Trời ơi, bí quyết võ lâm. Rồi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền. Mời bạn ngồi. Em tên là Đặng Văn Kiểm. Kiểm, kiểm tra nữa ha. Bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. Trẻ dữ vậy ta. Bao nhiêu tuổi? 26. 36. 36. 36. 26. Làm nghề gì? Em làm về thiết kế xây dựng. Kiến trúc sư hả? Hay là thiết kế về kỹ thuật? Thiết kế về kỹ thuật. Làm lâu chưa? Lâu à. Hiện tại là bạn ở không bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao 2 năm này không có ai? Em rất là ít đi chơi. Thường em chỉ có công việc thôi. Làm xong là em về nhà, em ở nhà thôi à. Do em cũng thích người lớn tuổi hơn nữa. Mà tụi em bây giờ thì những người mà lớn tuổi hơn á, họ đều là đã có gia đình hết rồi. Gì im lặng vậy? Đang nhúc đùi. Sao? Muốn người yêu sao? Cũng lớn tuổi một chút. Muốn lớn tuổi là khoảng nhiêu? Chắc hàng chín được. Lớn tuổi thì cái suy nghĩ sẽ chững chạc hơn. Chững chạc. Thế em sở trường của bạn là gì? Em biết nấu ăn. Em là người sống có trách nhiệm cả trong công việc và cả đối với gia đình. Em hát được karaoke. Một mình em có thể hát được tiếng rưỡi. Bây giờ bạn hát 5 phút. Dạ rồi, giờ em được sử dụng cái này. Tại bình thường em chỉ hát karaoke thôi nên rồi, em không có thuộc lời. 2, 3. Hãy sống như đời sống, để biển yêu nguồn cội. Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bên rộng, để thấy đời mênh mông. Có nhiều đó, cũng đem theo giấy nữa. Anh có đem theo giấy không? Không có giấy. Có hát bài nào tặng bản không? Có, để tặng bạn bài Chỉ Yêu Mình Em. Rồi, 2, 3, bắt đầu. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào, vừa ngày nào. 2, 3, bắt đầu. Để em tự tạo lên lên. Làm nhiều vuốt đuôi hoài vậy. Tới, tới. 2, 3, bắt đầu. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu.
Nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em. Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia chưa có đổi thay. Thôi mệt quá khỏi hát nữa. Để lòng anh vẫn sẽ chân. Sao hát mà làm gì mà gồng rồi mà. Rung quá sao anh? Rung. Rung không? Đó giờ bao giờ rung vậy chưa? Chưa, giống như lần đầu đi học vậy nè. Thích người phụ nữ thì sao? Dáng thì cỡ giống như Lê Khánh vậy đó. Tròn tròn, tròn, mập mập. Hiền, khi cần giữ thì giữ. Chăm chỉ, tiết kiệm. Với lại coi có thể quán xuyến gia đình được. Thích người phụ nữ phải biết nấu ăn. Bên đây nấu ăn giỏi lắm. Thế giờ mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mà kết hôn chưa? Khoảng một năm cưới. Rồi nếu mà sống thì về sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu? Mẹ Hóc Môn. À, anh con trai một hả? Ừ, hai. Còn người anh nữa. Anh lớn đâu cũng sống với mẹ mà em phải sống với mẹ. Anh lớn sống bên nhà vợ. Anh lớn sống ở nhà vợ được bao lâu rồi? Chắc cũng khoảng 10 năm. Thì bây giờ đổi đi. Giờ anh phải về anh sống với mẹ, lo cho mẹ ảnh hưởng hạnh phúc 10 năm nay rồi. Còn mình giờ mới lấy vợ, mình phải ở riêng, mình hưởng hạnh phúc hai vợ chồng trước đã chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý vậy. Đúng không? Ảnh thì giờ hai anh em phải báo hiếu. Rồi 5, 7 năm sau, 10 năm nữa, lúc đó hai anh em mình bàn tính tiếp. Mấy lúc đó quảnh tù xì, có ai ở với mẹ. Còn hiện tại bây giờ là mình phải ở riêng. Ừ rồi, thôi về bển đi. Mà tám này nó hoài à. Mình ở với mẹ, bây giờ lấy vợ về để vợ ở nhà lo cho mẹ, lo cho mình. Chứ giờ mình đi rồi á, ông anh nó không về nữa rồi ai lo cho mẹ, đúng không? Tại ông anh có nhiều con, vợ nữa. Ờ. Phải lo. Thì đó lo con vợ mình phải lo cho mẹ. Chứ giờ mình bỏ mẹ đi ai lo, đúng không? Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Hồi nãy cũng đúng, đây cũng đúng, bây giờ cũng không biết sao. Mới trả lời với tôi tức thì sao nha. Thúy có chịu làm dâu không? Chuyện làm dâu đó thì em cũng không có ngại. Quan trọng là chồng em có tốt với em hay không. Ừ. Dạ. Mẫu bạn trai của em á thì ngoại hình thì chỉ cần nhìn có thiện cảm. Tại vì em hơi thấp cho nên em cũng bạn trai hơi to con một chút. Tính cách á thì em thích người điềm đạm, chín chắn, không lăng nhăng, không hút thuốc, bụng không phệ. Hôm nay bạn đi đến đây với ai? À dạ có em trai em. Em à, chào em. Dạ anh chào anh chị. Thấy anh 36 tuổi bển sao? Dạ hiền phong độ. Phong độ ha. Dạ. Mà ở gia đình ba mẹ em có hối chị lấy chồng? Dạ rất là hối. Em lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Là đợi chị lấy chồng rồi mới được lấy vợ đúng không? Dạ đúng rồi. À, nên thôi kệ ai cũng được, miễn hốt chị mình đi là được. Dạ, đúng không? Đúng rồi, hốt đi là được. Bởi vì con người không có cái tâm với chị gì hết. Sao anh có đi với ai không? Đi với bạn học. Bạn học ở đâu, bạn học đâu? Dạ anh ơi. Nghe bên đây hối lấy chồng vậy là bạn mình cũng nên lấy vợ đi. Bạn đây tính rất là nhút nhát. Ví dụ như gặp bạn gái hay nọ là nhiều khi rung, rồi nói chuyện cũng không được như người ta. Nhưng mà nói với bạn Kiểm là bạn bên đây mình thấy là hợp với bạn rất nhiều. Nếu mà về nhà, nếu mà ba mẹ ở nhà đó, mẹ thôi chứ không phải ba, ba mất rồi. Thì mẹ ở nhà thì chắc mình nghĩ là mẹ rất là thích. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Để tôi coi coi được không nha, tính cách bên đây còn sao. Em chào anh. Chào em. Anh bên đây dễ bắt nạt lắm. Vậy hả anh? Em dữ lắm anh, nên anh hỏi lại anh bên đó có chịu để cho em bắt nạt không? Đó đi, hồi hỏi ảnh nha. Dạ. Có gì nhường nhường anh chút xíu, anh dễ thương, hiền lắm. Vậy hả anh? Mắc cỡ nãy giờ ngồi cứ vuốt đùi hoài, rách cái quần rồi. Thằng kia nghe chưa, hơi dữ nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Gặp ôm hôn liền nha. Không được. Sao không được? Hồi đó giờ có bao giờ gặp ai nhào ôm hôn không? Chưa. Chưa, bao lâu mới hôn? Vài tháng. Vài tháng mới hôn? Tôi nghi lắm. Gặp cái chuyện đó chứ chuyện đó. Được không? Cái đó áp dụng với mấy đứa em nhỏ thôi. Mấy đứa em nhỏ kệ, nó yêu mình đựng như nó dễ thương mà. Không được. Rồi ta kéo màn lên. Hả? Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Hết hơi sâu vô. Thở ra. Gồng lên. Đúng rồi. Quay qua cái nói anh yêu em liền nha. Hả? Sao không được? Rồi chuẩn bị gồng lên. 2 3. Làm gì thở như vậy? Có món quà tặng bạn. Nắm tay, nắm tay. Nắm tay cảm nhận đi coi. Hôn tay, nắm luôn. Nắm luôn.
Trời ơi. Cái nữa đây, cái anh, nữa. Anh cứ làm cho bạn, anh rung cái nữa luôn, cái nữa luôn, cái nữa. Làm luôn, lâu lâu luôn. Đúng má cái luôn, nhậu luôn. Được rồi, anh. Thôi, được rồi, anh ơi. Để sau đi. Làm gì rung quá vậy trời. Rồi, bây giờ mình có 2 phút. À, anh thấy em sao? Đẹp. Nhanh hiền. Anh cũng nghe rồi đó, em 29 tuổi, em tuổi con cọp á. Anh có ngại không? À không, không sao. Nếu mà sau này cưới xong về nhà anh thì em có đồng ý không? Ừ, như hồi nãy ở em có nói rồi đó. Quan trọng là tình cảm của anh đối với em như thế nào thôi. Nếu như mà tình yêu đó nó đủ lớn thì cái chuyện làm dâu đó thì em không có ngại. Ví dụ như con cái mình sau này á, nếu mà nó được lớn lên trong cái gia đình có cái thế hệ có ông bà nữa, nó sẽ tốt hơn. Anh hy vọng là sau này mình sẽ không để lãng mất nhau. Cùng nhau nắm tay đi suốt cả một đoạn đường. Dạ, em làm bằng tay á chị. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này em rất thích cái này. Khó lắm nha, đàn ông mà ngồi tỉ mỉ làm này không phải chuyện dễ chơi. Sao tặng con khác, tặng con cò. À, là anh chuẩn bị cái này là để đấy tặng để cho tặng em đúng không? Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em thôi, nếu mà em nào ngồi đây cũng tặng. Có hình trái tim đó con cò đó. Rồi, mỗi người nói một câu nữa chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Mình hãy cùng nhau cho nhau một cơ hội. Đúng. Vậy xong rồi đó anh Linh, cho tụi em bấm nút được rồi. Chuẩn bị bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi chúng ta tiến tới. Mình đồng ý hẹn hò để nắm tay nhau được rồi. Bây giờ má đó, bây giờ đường má đường đó. Mình ở bên cô ấy có lẽ là mình nên trân trọng lúc đó. Và những lúc nào mà sai trái có lẽ mình để thời gian lúc nào đó cảm thấy hai vợ chồng á nguội rồi, hòa thuận rồi, vui vẻ rồi, mình lúc đó mình tâm sự cũng không sao. Dạ. Dạ. Tức là tất nhiên là anh có đã từng kết hôn. Dạ. Nên trong cái chuyện vợ chồng cư xử hoặc là mâu thuẫn như thế nào á thì anh chắc chắn là phải có kinh nghiệm rồi. Nhưng điều em muốn hỏi đây là điều anh không thích cái tính gì ở phụ nữ, ví dụ nhiều chuyện hoặc là ví dụ hay càm ràm, rồi ví dụ lăng nhăng không chung thủy. À, cái riêng em thì em đã xác định đến đây thì em có cảm nhận là mình lấy một người vợ chung thủy mà sống với mình suốt đời. Dạ. Chứ không phải là lấy mình lăng nhăng rồi gian dở nữa. Chính bản thân một người đàn ông, một người phụ nữ bây giờ lớn trưởng thành rồi, thật sự không có khổ, không có khổ gì đâu. Nếu mà lấy nhau thì tội con cái thôi. Dạ. Mình lo nhất là cái vấn đề đó. Còn riêng bản thân mình nói thiệt, bước chỗ nào là mình sống chỗ đó chứ không sao hết. Dạ. Nhưng mà con cái là người ảnh hưởng rất là nhiều. À, cái mẫu hình lý tưởng của anh thì ngoại hình mà anh mong muốn là như thế nào? Cao rồi thấp, mập hay ốm, tóc dài hay tóc ngắn, xăm mình riêng, hay không xăm riêng mình? Riêng vấn đề thì có lẽ là xăm mình thì mình cũng không thích lắm, nhưng vấn đề là cao thì còn 1m55 trở lên. Dạ. Cảm thấy dễ coi, nhìn là được rồi. Dạ, như vậy thôi anh. Tính tình hòa đồng, nói chung là biết đối xử, cha mẹ cũng vậy, hai bên đều. Dạ, anh có phải là tiếp đàn ông hay ghen không? Nếu nói là ghen thì làm sao mà, tất nhiên cuộc sống và dòng thì không ai nói là không ghen. Dạ. Được. Nhưng mà em họ Lê Khả, tên Tiến, Lê Khả Tiến. Em nói lại. Dạ. Em tên là Lê Khả Tiến. Lê Khả Tiến. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 37 tuổi ạ. 37 tuổi. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm tài xế. Trước kia thì em cũng có làm make up thẩm mỹ và dạ, trang điểm cô dâu nữa. Con trai mà làm make up thẩm mỹ á là cũng là trai lắm. Nhưng em đang kiểu mình chuyện đam mê thôi. Đam mê thôi, đúng dạ, không? Đam mê. Là chuyển qua lái xe. Dạ, lái giờ xe. Em làm việc ở đâu? Em làm ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Dạ. Quê em ở đâu? Em ở Bình Phước ạ. Quê Bình Phước, làm ở Bình Dương. Dạ. Rồi, 37 tuổi. Anh Tiến, 37 tuổi đúng rồi, không ạ? Tiến 37 dạ. tuổi. Rồi, bây giờ xin mời đàn gái mình giới thiệu về bản thân. Chào em. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, chào quý vị khán giả và chào anh chơi bên kia. Mình tên là Lan Hương, năm nay mình 36 tuổi. Hiện tại mình đang làm bên phòng dịch vụ khách hàng của một công ty chuyển phát hàng quốc tế. Thì hôm nay mình đến đây với chương trình thì với thái độ rất là nghiêm túc và rất vui được tham gia chương trình cùng với mọi người. Dạ, chị Hương 36 tuổi. Chị 36 tuổi. Dạ. Chị hiện tại là chị đang làm việc ở đâu, quận mấy?
Hiện tại chị đang làm ở Tân Bình cho một công ty chuyển phát quốc tế. Chuyển phát quốc tế làm ở Tân Bình. Okay. Dạ. Chị Hương. Tân Bình với Bình Dương ha. Dạ. Anh trai anh Tiến bên này ở Bình Dương, còn thị xã Hương ở bên kia là ở Tân Bình. Dạ. À, rồi bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của Hương á là vui vẻ, hòa đồng, trẻ trung, năng động. Dạ. Chị thích nấu ăn. Dạ. Chị rất là thích các công tác từ thiện. Dạ. Thì cái sở thích của chị thì thích đi du lịch, đi tập gym, tập thể thao á, rồi thích đi xem phim với bạn bè. Đó là sở thích của mình. Cũng là ưu điểm của mình, trong đó là dễ thương, hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Vậy còn khuyết điểm của bản thân nếu mà tự nhận thì sao hả chị? Khuyết điểm của chị thì chị ví dụ như thường thì chị dậy lúc 6 giờ sáng, nhưng mà ngày cuối tuần mình không đi làm á, mình thích ngủ nướng xíu, nhưng mình thích ngủ trễ trễ xíu. Nướng tới khoảng mấy giờ chị? Khoảng 8-9 giờ mình đi chợ. À, chị như vậy là sớm hả? Anh như vậy là nướng hả? Lâu lâu mình được enjoy. Chị chưa vậy là chưa nướng đâu. Em là ví dụ em thức tới 6 giờ sáng, ngủ hôm nay em ngủ tới 6 giờ chiều. Đùa thôi, nhưng mà em nghĩ đó không phải là tật xấu đâu. Tật xấu ví dụ như là mình hơi nóng tính nè, rồi hoặc là mình đôi khi là mình hay quạo nè, hay gì đó. Còn có chút nướng tí xíu thì không phải là... Cũng ví dụ như gặp chuyện mà nói chung là nó hơi không có gì đó thì mình hơi nóng tính xíu. Dạ. Lâu lâu không kiểm soát được bản thân đúng không? Khi mà gặp một cái chuyện gì đó. Không, ví dụ như em chị sẽ im lặng, chị không nói gì hết. Nói chung là chị im lắng là chị nói gì hết để cho nó qua đi. Có tật xấu ngủ nướng, có tật xấu hơi nóng tính chút xíu. Dạ. Dạ đúng rồi. Còn anh bên trai bên đây. Em thì ưu điểm thì vui vẻ, hòa đồng. Em thì cũng nóng tính, nhưng mà chỉ trong vòng 2 giây thì em có thể kiềm chế được mình. 2 giây thôi. Dạ, 2 giây. Tại trước khi người đó, em gặp trường hợp nào mà em cảm thấy nóng tính, mình nghĩ là cô ấy, người ấy nói như vậy có đúng hay không? Thôi, mình kệ, mình có gì mình nói sau. Đừng có qua 3 giây nha, dù nóng quá cầm điện thoại lên. Dục cái 1, 2, cầm cất vô túi lại. Chứ nếu 3 giây thì rớt cái điện thoại bể luôn. Ví dụ vậy ha. Rồi em thì có lẽ là không, vấn đề đó là không có. Không có ha. Bởi vì bạn kia nóng tính, mình nóng nữa là... Tại em cũng nóng tính, nhưng mà em kiềm chế tốc độ được ngay. Rồi, vậy là tốt rồi. Mình có năng khiếu tài lẻ gì không? Dạ, có lẽ là hát thì em hát dở, nhưng mà có lẽ em cũng khiêu vũ được ạ. Khiêu vũ luôn hả? Dạ. Rồi, chút để xem bạn gái có biết khiêu vũ không vậy? Dạ. Bạn gái bên kia biết khiêu vũ không? Dạ, hồi đó em có đi học dance pop mà nghỉ lâu rồi anh. Hay quá vậy, chút coi mình thử. Mình kiếm đoạn nhạc nào mình thử khiêu vũ cùng với nhau thử coi ha. Dạ, Nhường Lân ơi, cái này ấy, nhảy thường nhảy cái này là phải nhảy với partner và được có sự đụng chạm á, nên chắc hẹn anh sẽ tặng em dịp khác, còn chút xíu có thể tặng chương trình một cái điệu nhảy vui vui theo gợi ý của chương trình. Em cứ nhảy, bên đây cũng nhảy, và một chút có hai người cùng nhảy để xem sao. Biết đâu hợp nhau trong những điệu nhảy thì sao. Em cũng thích mỗi người hiện đại một chút xíu. Dạ, có cá tính mạnh mẽ và cũng dịu hiền giống như mẹ của em. Tiếng có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình duy nhất bao nhiêu lâu? Em đã kết hôn. Tiếng kết hôn rồi. Dạ, tụi em chia tay cách đây 5 năm rồi. Kết hôn mấy năm? Kết hôn... ở với nhau được mấy năm? 6 năm. 6 năm. Dạ. Trước đó mình quen nhau bao nhiêu năm thì kết hôn? Dạ, tụi em quen nhau được hơn 5 đó. Hơn 5. Dạ. Ở với nhau 6 năm là 7 năm. Dạ. Sau 7 năm, một cái lý do gì mà... chắc có lẽ là em cũng dành thời gian xin chương trình cho em tâm sự một chút xíu. Tại cuộc sống lúc đó thì tụi em cũng khó khăn. Cái tầng tuổi tụi em á, khó khăn rồi mình nhiều cái nó nghĩ chưa tới. Rồi hai vợ chồng sinh dẫn ra nhiều cái vì tiền nong, tiền bạc gì đó, kinh tế. Nói chung là lúc đó em hẹp nên từ cái quan điểm đó mà hai người chia tay. Có con chưa? Dạ em có hai đứa rồi, hai người con. Con lớn là bao nhiêu? Dạ con trai đầu mới 13 tuổi ạ. Ồ. Dạ. Con trai, con thứ hai? Con gái mới 6 tuổi ạ. Vậy là con cũng lớn rồi. Dạ. Hai bé ở với ai? Dạ bé tò chia thì tò chia gái ở với em. Tại mẹ dành con trai mà, thì sau khi mẹ lấy chồng thì mẹ có nói với em rằng, thỏa thuận với em rằng thôi bây giờ có mình anh buồn lắm, nó nhớ lắm,
Thì thôi anh thu xếp sắp xếp cho đơn gái về ở với em. Dạ. Thì em nói nghĩ thì như vậy cũng là cái tốt rồi, mình quan tâm qua lại vậy á. Hai người chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ, năm nay đến được năm 2015, 15 chứ. Năm nay 19 rồi. 4 năm rồi. Dạ. Đó là tình trạng tình duyên của bên đàn trai. Đàn gái cảm nhận thế nào? Chị Lan Hương, chị sau khi nghe ảnh chia sẻ về tình trường của mình, tức là ảnh đã ly hôn một lần và hiện tại đã có hai cháu, thì chị cảm nhận như thế nào? Chị thì chị không có quan điểm kết hôn hay chưa kết hôn. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là hợp là đẹp. Nói chung là hợp là đẹp. Quan trọng là mình cảm thấy hợp hay không? Là được, đúng. Hợp là đẹp và biết cách cư xử với mọi người xung quanh. Dạ, vậy thì bây giờ chị nói về chuyện tình trường của mình đi. Chị thì chị có trải qua hai mối tình. Dạ. Thì chị chia tay cũng được khoảng năm rồi. Dạ. Thì cái lý do thì chị, người trong cuộc họ sẽ hiểu nên chị không chia sẻ nhiều. Nhưng mà thật ra chị nghĩ là chia tay không phải là có điều gì nó quá kinh khủng. Thật ra đó là cũng sự trải nghiệm cho mình. Mình cũng có những cái kỷ niệm đẹp và mình nghĩ là mình nên giữ nó trong lòng. Vậy là sau khi chia tay một năm rồi, chị không có cảm xúc gì với ai hết. Và lý do tại sao chị đăng ký tham gia chương trình? Thật ra thì chị không có ế mà chị độc thân, nhưng mà thật sự là mình gặp cái người đó mình phải cho mình cái cảm xúc, cảm giác và mình có thể chia sẻ được, mình có thể đồng cảm được. Mình đến đây tại vì chị có thăm, đừng có xem nhiều cái chương trình của chương trình. Nên mình thấy cái chương trình này rất là nhân văn, rất là hay. Và sau khi chia tay bạn trai một thời gian thì chị quyết định là đăng ký tham gia để cho mình coi mình có duyên với chương trình hay không. Và duyên với các anh chàng mà bạn cùng chơi với mình hay không? Dạ, cảm ơn chị vì đã đến đây tham gia chương trình. Cảm ơn. Bên đàn trai ơi. Dạ, có em ạ. Dạ, nãy giờ bên đàn gái chia sẻ thì bên mình lắng nghe hết rồi ha. À, mình có nghe hết rồi em ạ. Dạ, anh ơi, anh đã đăng ký tham gia chương trình cách đây bao lâu rồi? Mình đăng ký chắc cũng là chắc này gần 2 tháng rồi đó. Gần 2 tháng. Dạ. Gần 2 tháng. Bởi vì chương trình này có những người đăng ký 5 năm, 6 năm vẫn chưa tìm được người phù hợp. Có người đăng ký mới 2 tháng, thậm chí mới đăng ký 1 tháng. Nếu chúng tôi tìm được hồ sơ phù hợp, chúng tôi sẽ ghép đôi lại. Và chính ra anh là người may mắn đó. Dạ, dạ. Có lẽ hôm nay duyên đã tới nha. Dạ. Rồi bây giờ xin hỏi bên đàn gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Anh Hương Linh thì em thì không có đòi hỏi nhiều, hợp là được anh. Nói chung mình nói chuyện được, mình chia sẻ được, mình cái thấy mình cảm thấy mình rung động là được anh. Bạn trai thì ăn bạn đừng có bê bối quá, đừng có lôi thôi quá là được. Đừng có lôi thôi bê bối ha. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em thì em không có mẫu hình lý tưởng. Thần tượng là ba mẹ em, nhưng mà về nam thì em thích Trấn Thành với lại thích anh Quyền Linh, tại vì hai anh thì là thuộc mẫu người của gia đình. Giờ muốn là người chồng của em giống Trấn Thành hay giống Quyền Linh? Dạ. Dạ không, em nói là em thích cái cách chia sẻ của Trấn Thành, cái chương trình về cái quan điểm hôn nhân tình yêu. Thì thích anh Quyền Linh là vì anh có mấy ấm gia đình, anh là một người đàn ông của gia đình và em thích một người đàn ông của gia đình. Bởi vì em là một phụ nữ truyền thống nên em thích phụ người đàn ông của gia đình. Dạ. Nói như thế để biết cụ thể em muốn con người như thế nào và để xem anh bên đây anh có phải là người đàn ông của gia đình hay không. Dạ. Anh nói đi cho cô ấy biết đi. Dạ, xin thưa với bạn gái bên kia, mình cũng là người đàn ông, mẫu đàn ông của gia đình. Mình nói chung là mình sống rất là tình cảm. Hãy chứng minh điều đó bằng cái gì? Có lẽ là bằng lời nói, có lẽ là bằng hành động. Anh đã chăm sóc gia đình như thế nào, chăm sóc con mình như thế nào hiện giờ? Nói chung là bây giờ bé đã về ở với mẹ thì có lẽ là mình đi làm tuần hai tuần mình gửi đồ về chăm sóc bé. Công việc nó cũng bận lắm. Có thể kể một chút về cái câu chuyện gia đình của anh để xem anh chăm sóc gia đình thế nào. Do công việc mình hay đi làm thì cứ là đánh thứ bảy hoặc chủ nhật đó. Thì mình cũng sắp xếp để mua quà, mua đồ, mình gửi cái gì về cho con cái. Hoặc mình tranh thủ nửa tháng gì đó mình cũng ghé thăm chút để mình có tình hình học tập cũng như cái sức khỏe của con cái mình nó như thế nào. Rồi bây giờ nếu anh cưới vợ nữa thì cái chuyện kinh phí gia đình đó anh có đáp ứng được, vừa lo cho con của mình vừa lo cho vợ của mình, rồi biết đâu vợ sắp tới sẽ sinh cho anh một đứa con nữa, vậy thì cái gia đình nó sẽ có rất là nhiều người. Có em đủ lo điều đó không? Dạ, tới giờ này thì em xin phép Quỳnh Linh, anh Quỳnh Linh
Thì bây giờ thì em cũng cứ cảm nhận là em có thể được lo đó cho người phụ nữ mà người mình yêu. Chắc chắn là mình sẽ lo được vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ. Anh hỏi chỉ hỏi giùm đàn gái thôi, bởi vì đàn gái rất là lo lắng. Dạ. Nếu bây giờ lấy anh về rồi ảnh lo cho con ảnh nè, rồi lo cho ảnh nè, lo sao cho vợ nữa. Dạ. Thấy không? Dạ. Thôi em nói vậy cũng yên tâm rồi. Dạ. Được. Bây giờ anh qua xem mặt đàn gái xem. Chào em. Dạ. Cười rất là tươi ha. Dạ. Nếu như mà hai bên hợp với nhau khi nói chuyện xong đó, thì em muốn đàn trai bước tới ở giai đoạn nào? 1 năm, 2 năm hay là 6 tháng? Thời gian không phải là vấn đề, em chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà ảnh chín chắn, ảnh trưởng thành và ảnh có thể cho em được niềm tin thì thời gian nó không phải là vấn đề. Anh nghĩ đây là người đàn ông chín chắn bởi họ đã trải qua một lần đò rồi. Họ sẽ có kinh nghiệm để làm sao để chăm sóc gia đình mình tốt hơn. Cái người đàn ông tốt thì chắc là người đàn ông phù hợp, cũng như là em thể gặp ảnh, tiếp xúc ảnh, cái trái tim em nó có một cái sự thiện cảm. Đúng thì em rồi. Sẽ cho ảnh cơ hội. Nếu mà trái tim mình thiện cảm rung động thì dù người đó có gì đi nữa mình vẫn yêu. Đúng không? Em không thích điều gì nhất ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông mà nói nhưng không có làm, hoặc là nói nhiều quá, hoặc là hay than. Người đàn ông mà than, em thích người đàn ông khỏe khoắn, thích năng động, thích chơi thể thao, thì em chơi thể thao rất là nhiều. Và có chí cầu tiến. Chơi thể thao là một cái môn rất là tốt. Chơi thể thao để giữ gìn sức khỏe, để giảm cân. Anh cũng đang hướng tới điều đó đó. Cảm ơn em. Rồi, như vậy là anh nghĩ rằng đàn gái rất là dễ thương, cũng có một cái hướng rất là rõ ràng. Thì em thấy bạn gái nói như vậy thì em cũng thấy cũng hợp với em nhiều. Kìa. Hãy thông báo cho cô ấy về. Dạ, chào anh. Anh khỏe không? Khỏe lắm ạ. Anh là tính tới thời điểm này thì anh ly hôn 5 năm rồi đúng không? Rồi, 5 năm rồi. Vậy trong 5 năm đó anh không yêu ai hết sao? Mình trước tiên mình nghĩ là đã lấy nhau thì vấn đề con cái nó phải liên quan tới, phải có, rõ ràng là phải có. Nói một câu rõ ràng là phải có. Thì cái cuộc sống mình chưa đảm bảo được thì mình lấy, liệu lại bỏ nhau nữa là rốt cuộc lại tội ai? Lại tội con cái mình. Thì bây giờ mình cảm thấy cuộc sống mình nó có một chút gì đó đảm bảo cho người mình yêu, cho cái gia đình của mình, thì mình nghĩ là xác định. Chứ mình không có vớ vẩn, không có lung tung lăng tăng như vậy. Tức là không vớ vẩn khi vào một mối quan hệ là nghiêm túc chứ không hề vớ vẩn. Đúng rồi. Rồi hiện tại bây giờ là anh có 2 cháu và 2 cháu là ở cùng mẹ. Cùng mẹ. Là mình có lâu lâu thăm con không? Có cái thứ đó, cái chuyện đó mà con cái mình có lẽ là mình phải liên lạc và thăm chứ. Nhưng mà tức là gần không? Hai cháu ở gần với anh không? Cũng không xa lắm đâu. Mẹ mới lấy Hàn Quốc được 2 năm nay thì mẹ nó bàn với em thì thôi để cho con và hai anh em cứ ở với nhau cho nó vui. Thì mình thấy cũng hợp tình hợp lý thôi. Tức là bây giờ hai cháu đang ở Hàn Quốc với mẹ? Không, lấy chồng Hàn Quốc. Thì mẹ lấy chồng Hàn Quốc. Hai cháu làm việc tại Việt Nam. May quá, em tưởng là đi Hàn Quốc rồi. Cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ? Nói về người phụ nữ thì mình có cảm nhận như thế này nè. Mình mong muốn cô ấy sống cùng nhau, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Ví dụ cô ấy có nóng tính thì bản thân mình cũng có thể kiềm chế được. Nghĩ đó là một người vợ của mình. Tại sao mình hắt hủi hoặc mình đánh đập cô ấy? Ví dụ như vậy, không được. Đó là người hàng đêm mình ở bên cô ấy. Có lẽ là mình nên trân trọng những đó. Còn những lúc nào mà sai trái, có lẽ là mình để thời gian lúc nào đó cảm thấy hai vợ chồng á nguội rồi, hòa thuận rồi, vui vẻ rồi, mình lúc đó mình tâm sự cũng không sao. Tức là tất nhiên là anh có đã từng kết hôn. Nên trong cái chuyện vợ chồng cư xử hoặc là mâu thuẫn như thế nào á thì anh chắc chắn là phải có kinh nghiệm rồi. Nhưng điều em muốn hỏi ở đây là điều anh không thích cái tính gì ở phụ nữ, ví dụ nhiều chuyện, hoặc là ví dụ hay càm ràm, rồi ví dụ lăng nhăng, không chung thủy. Riêng em thì em đã xác định đến đây thì em có cảm nhận là mình lấy một người vợ chung thủy mà sống với mình suốt đời. Chứ không phải là lấy mình lăng nhăng rồi giang dở nữa. Chính bản thân một người đàn ông, một người phụ nữ bây giờ lớn trưởng thành rồi, thật sự không có khổ, không có xưa, không có khổ gì đâu. Nếu mà lấy nhau thì tội con cái thôi. Mình lo nhất là cái vấn đề đó. Còn riêng bản thân mình, với mình nói thiệt, với chỗ nào là mình sống chỗ đó chứ không có sao hết. Nhưng mà con cái là người ảnh hưởng rất là nhiều. Cái mẫu hình lý tưởng của anh về ngoại hình mà anh mong muốn là như thế nào? Cao rồi thấp, mập hay ốm, tóc dài hay tóc ngắn, xăm mình riêng, hay không xăm riêng mình? Riêng vấn đề thì có lẽ là xăm mình thì mình cũng không thích lắm. Nhưng mà cái vấn đề là cao thì có 1m55 trở lên.
cảm thấy dễ coi, nhìn là được rồi. Dạ, chỉ vậy thôi anh. Tính tình hòa đồng, thì chung là biết đối xử cha mẹ cũng vậy, hai bên đều. Dạ, anh có phải là tiếp là ông hay ghen không? Nếu nói là ghen thì làm sao mà, tất nhiên cuộc sống vợ chồng thì không ai nói là không ghen được. Nhưng mà ghen ở lý do như thế nào? Đó, mình muốn giữ hạnh phúc cho gia đình mình thì mình phải làm sao cho tan hòa tình cảm. Là một người đàn ông cũng có nhiều lý do ghen lắm, mình phải tan hòa nó như thế nào. Dạ. Nếu mà được nói về hai từ thôi, về bản thân mình, anh sẽ nói từ gì? Nói chung là cũng được. Cũng được. Em không thích hai từ đó. Mình là cũng là được, là được, không được là không được, không có cũng được. Nói chung bản thân, nói về bản thân mình thì mình nói là ok à, tốt. Ok, tốt, tha vậy. Anh có kế hoạch tài chính gì cho hôn nhân sắp tới không? Cái vấn đề tài chính thì nói chung cái đám cưới thì nó cũng không có vấn đề nó cao cả lắm đâu, nó cũng bình thường thôi. Dạ. Nói chung thì có mẹ mình cũng có ở đây, chúng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Dạ. Dạ, rồi. Có đất nhà mình, có đất nhưng chưa có nhà. Nhà cửa thì là cưới vợ là sẽ xây nhà. Tại mình chưa có vợ mà xây nhà thì mình ở với ai? Cảm thấy nó buồn lắm. Dạ. Tức là bây giờ sẵn đã có đất. Đã có đất luôn ngay thì sao? Nếu mà cưới vợ về là xây nhà lên. Dạ. Rồi, cụ thể là vậy đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Từ nãy tới giờ em cố gắng khai thác rất là nhiều, chắc chị cảm cũng nghe em. Ha. Cảm dạ. Em. Chị nghe ảnh chia sẻ thì chị cảm thấy như thế nào? Chị thấy ảnh cũng cũng thật lòng, cũng rất là chân thành. Những cái suy nghĩ của anh nói thật. Anh thấy anh cũng được, là anh nghĩ anh cũng được, anh cũng nói cũng được, là anh có thể chia sẻ là thật cái lòng anh. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chắc là mình phải gặp người thân của hai bên để xem thử như nào. Hôm nay chị Hương, chị tới đây chị đi với ai? Chị đi với lại đại gia đình yêu thương của chị ngồi kia. Một bạn rất là thân, chơi với nhau 20 năm và mấy đứa em làm công ty của chị. Tới đây ủng hộ chị gái. Dạ, em xin chào người nhà của chị Hương. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và cùng với tất cả các quý khán giả ở đây. Em tên Thảo, em làm hiện tại là bạn của chị Hương. Chào em. Dạ. Em có một đôi điều nhận xét về anh Binh đây. Thì em thấy anh này là rất là hiền và thấy là chững chạc và thấy là có một cái sở thích là dance, là nhảy, là giống với chị Hương. Chị Hương cũng rất là thích nhảy. Dạ, em nghĩ là hai anh chị về có thể là khiêu vũ được với nhau. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và tiếp theo là em thấy anh đã có trải qua một mối tình rồi, thì em nghĩ anh đã có chứng chắn và có nhiều kinh nghiệm rồi. Thì em nghĩ là qua đợt tiếp theo này là anh sẽ rất là tốt để bồi đắp cho cái mối hôn nhân tiếp theo này, và anh nghiêm túc. Dạ, thì em thấy là chị Hương với anh thì cái mặt có tính phu thê, có gì đó nét giống nhau. Dạ, thì em muốn là hai anh chị có thể là bấm chuông để cho nhau cơ hội, sau đó thì mình có thể tiếp tục tìm hiểu. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Đây, bấm nút thôi chứ không phải bấm chuông. Bấm chuông giống làng và điệp đúng không? Rồi, cảm ơn em gái. Nhưng mà một lời chia sẻ rất là chân thành. Ha? Một lời chia sẻ rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ gặp bên đàn trai. Có lẽ là em xin kể về một câu chuyện của gia đình nhà em, của mẹ. Xong sau đó em mới giới thiệu mẹ của em. Em xin phép kể một câu chuyện chút xíu được không ạ? Được. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Ba tôi có sốt và mẹ tôi có nấu một nồi cháo cho ba tôi ăn. Trong nồi cháo đó bỏ hành ngò đậu thơm lắm, trong bụng tôi cũng thấy nồng nao. Mẹ tôi bê lên cho ba cho tôi, nói là anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe. Ba tôi đang sốt mà cảm thấy mệt mỏi quá nên quay mặt ra bờ tường, nhưng mẹ tôi vẫn đứng im và cầm tô cháo đứng đó, mà không hiểu tại sao mà ba tôi lại quay lại nhìn mẹ tôi. Và bố tôi đang thấy mẹ tôi đang đứng đó, và bố tôi bật người dậy, nhìn thấy mẹ tôi thương quá, anh cảm ơn em đã hy sinh tất cả cho cái gia đình này và anh yêu em. Và bố tôi ôm mẹ tôi, và có lẽ là giọt lệ của bố mẹ tôi đã rơi. Là một người con, mình cảm thấy như vậy mình có thấy hạnh phúc không? Mình không phải là sắt đá, mình là bằng da bằng thịt, có dòng máu,
mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đó là tấm gương, tấm gương để cho mình nói theo. Và mình tin chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Và cảm ơn chương trình, cảm ơn, một tràng vỗ tay được không ạ? Và bữa này ngày hôm nay mình đi là có từ từ mẹ, có mẹ và mình, mẹ ruột của mình và em gái kế út. Dạ, xin giới thiệu với chương trình. Rồi. Dạ. Cảm ơn câu chuyện của em. À, xin mời bác gái ạ. À. À, mời bác gái. Mình nãy giờ mình theo dõi câu chuyện nãy giờ mình theo dõi câu chuyện giữa hai người đó, mình thấy như sao? Xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào cô Năm Thư và chào tất cả anh chị em có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lời chào thân thương nhất. Dạ, chào cô ạ. Và sau đây tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thị Lực, là mẹ của cháu Tiến. Tôi ở Minh Hưng, Kiên Thành, Bình Phước. Hôm nay được con báo tin là hôm nay xuống trường quay ngày hôm nay để nói chung là tìm được một, rất là mong muốn tìm được một cô con dâu hiếu thảo. Thì mẹ rất là mừng. Thì dù đường xa nhưng mẹ và em không quản. Và rất là trông xuống từ khi trưa. Mà nói chung là cũng mệt nhưng mà rất là trông mong cho đến giờ phút này. Thì bây giờ đã đến thì mẹ thấy như vậy mẹ rất mừng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nói về tình hình về bên con trai tôi một chút. Về Tiến là người con rất hiếu thảo, hiền, đầm tính, hơi ít nói nhưng mà sống rất hòa đồng với anh chị em và xã hội bên ngoài. Còn nhược điểm của anh ta là cái khâu tán gái rất là kém. Bác ơi, còn, bác nhận xét như thế nào? Bác cảm thấy chị Hương đây như thế nào? Còn về bạn gái của bên này thì tôi nhận xét là cũng xinh gái. Dạ. Thấy cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Dạ. Và thấy cũng hòa đồng, niềm nở, vui, mặt cũng tươi. Thấy trên khuôn mặt cũng nhìn thấy là thấy phúc hậu. Dạ. Thế thì cô cũng mong cho con và cháu sớm được tìm được đến nhau và trái tim sẽ rung động thì bấm chuông. Để tôi xin hết ạ. Gặp em gái chút đi. Em gái của Tiến à. Xin chào chú Huyền Linh và chị Đem Thư và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và em chào chị ạ. Em thì em có một cảm nhận là chị rất là dễ thương. Thì em thấy nếu như anh chị mà khi gặp nhau á mà cảm thấy mà trái tim mình mà có thể rung động á thì nên cho nhau một cơ hội, tại vì chị có một nụ cười rất là tỏa nắng. Cảm ơn em. Rồi. Dạ. Cảm ơn hai bên gia đình. Dạ, tất cả những lời góp ý. Chị muốn nghe thêm ý kiến của em trai chị là Hoàng Thông. Hoàng Thông cho chị ý kiến đi con. Bên nhà gái muốn nghe. Em trai chị hả? Không, em đồng nghiệp nhưng mà em rất thân. Dạ, em là đồng nghiệp của chị Hương. Thì em PR cho chị của em một xíu. Chị của em là người rất là tinh tế nha. Có nghĩa là trong công việc thì khi tụi em làm việc với khách hàng mà, nên là khách hàng hay complain, là hay phàn nàn về tụi em á, thì chị Hương lúc nào cũng là người động viên của tất cả mọi người hết. Còn về sự theo đuổi nha, chị Hương nói với em là chị đó rất là nhiều người theo đuổi. Dạ, nhưng mà theo đuổi làm gì thì em không biết. Dạ, dạ. Còn về đàn trai thì em thấy ảnh khá chững chạc. Ảnh có tạng người tương đương với chị Hương, đẹp đôi vừa lứa. Em thấy gu thời trang là bá cháy rồi chị Hương, đẹp, nhìn vô là thấy sang rồi chị Hương. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi, nãy giờ hai bên đã trao đổi qua cái hàng rào ha, tôi đang nghe góp ý của những người thân hết rồi. Vấn đề quan trọng là hai trái tim các bạn có rung động hay không. Chúng ta sẽ gặp nhau ngay bây giờ. Mở rào. Bắt
đầu đi tiên. Cho em có món quà tặng em. Cảm ơn em. Nhìn em cũng xinh lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nha. À, em cũng có. Rồi, ok. Em cũng có gửi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn. Đấy, chị mình bỏ đây. Đó. Cảm ơn. À, theo em cảm nhận em nghĩ về anh như thế nào? À, anh cảm nhận về em như thế nào? À, em là một cô bé có lẽ là cũng xinh xắn, dễ thương. Anh cũng có một cái gì đó nó thật ấn tượng. Có lẽ bây giờ mình nói yêu thì có lẽ là hơi sớm, nhưng mình cảm nghĩ là mình đã rung động. Cảm ơn em. Sở thích của anh là gì? Anh thì thích ăn đồ hải sản chua hoặc những món cơm nóng. Anh thích ăn cơm nóng lắm. Tại sao không hiểu tại sao anh mỗi lần về nhà anh thích ăn cơm vừa nóng xong á, mình ăn cảm thấy nó ấm cúng lắm. Ừ. Lại thích màu thì mình thích màu trắng. Màu trắng. Lý do là sao anh thích màu trắng? Có một lần mình đi tình cờ ở ngoài đường nhỏ đó, mình đi dưới hàng cây sữa uống sữa, cái sữa gì uống sữa đó, mình thấy bông trắng nó có thêm một chút xíu nào xanh xanh, mình cảm gợi cho mình cảm giác nó ấm cúng mà nó cảm thấy nó thoải mái lắm. Hai anh chị mình hãy nói về bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào, một tuần gặp nhau bao nhiêu lần nè, rồi mình nói chuyện về tương lai, rồi là nếu bước tới thì kế hoạch như thế nào, sinh con như thế nào. Mình cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau. Em có gì mà hỏi anh không? Kế hoạch của anh như thế nào trong tương lai? Anh muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có một người vợ biết yêu thương chồng, giản dị thôi cũng được, mà biết làm ăn là anh mừng rồi. Anh cũng không cần phải đòi hỏi nhiều. Nãy em có nghe anh chia sẻ là anh có hai bé, mà hai bé đang còn sống với mẹ ở Hàn Quốc. Thì anh có hay liên hệ với con không? Cũng có. Có chuyện con cái thì lâu lâu mình phải liên lạc, mình hỏi thăm với anh như thế nào. Tại mẹ cũng lấy chồng 2 năm rồi. Mình nói về chuyện hẹn hò đi. Ví dụ một tuần có thể dành cho nhau bao nhiêu thời gian đó? Công việc của anh thì có lẽ là thứ bảy hoặc chủ nhật thì anh có thể gặp em được. Tại cũng không xa, từ Bình Dương mà lên trên này Tân Bình thì cũng không xa. Anh ở chung với gia đình hả? Hả? Anh ở chung với gia đình ba mẹ hả? Hay là anh ở riêng? Anh ở riêng tại anh làm việc trên này mà. Ba mẹ anh thì ở Bình Phước. Anh ở riêng trên này làm công việc trên này. Anh làm công ty nào? Anh làm công ty xây dựng. Tài xế, nhưng mà anh cũng nói chung là anh cũng đầu tư, thấy chỗ nào mà cảm thấy nó được thì anh đầu tư vô vậy mà. Chung là anh cũng muốn có một người vợ mang đến cho mình hạnh phúc. Với lại con cái thì có lẽ là tất nhiên lấy nhau thì phải có con mà, đúng không? Anh thì cũng muốn trai cũng được, gái cũng được, không có sao hết, nhưng mà phải có con để gắn kết tình cảm của hai vợ chồng. Còn theo em thì em nghĩ về anh như thế nào? Em phải nói đi chứ. Anh thấy em cũng lãng mạn, cũng 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 được á, anh nói là cũng được, mà thấy anh rất là thương gia đình. Anh có thể anh có một câu nói như thế này nè. Em à, nếu lúc em buồn em có thể dựa vào bờ vai của anh, lúc nào em vui em cũng có thể ôm vào bờ vai của anh. Anh tin chắc là mình sẽ làm được điều đó. Như từ đầu chương trình đã nói là hai anh chị sẽ có một món quà gửi tặng đến nhau, và gửi tặng chương trình là món quà tinh thần. Đó, thì bây giờ mình nhảy hoặc là mình hát đi ha, để thay đổi không khí xíu. Có lẽ xin chương trình cho mình một bản nhạc rumba cho nó lãng mạn, nó tình cảm được không ạ? Rumba đó chị. Vâng. Em cũng hơi truyền thống á, tại nếu ngày đầu gặp mà em chưa biết gì với anh thì em sẽ không có nhảy thoải mái chung được. Lẽ là mình cứ bình đẳng, cứ bình thường thôi. Cuộc sống này mình chứ bình thường cho cuộc sống nó vui vẻ, không quan trọng gì đâu, cần một bước hai bước thôi, nhưng mình tạo cho nhau cái niềm vui, niềm gắn kết với nhau không có sao hết. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ vậy nè, chị Hương sẽ nhảy trước,
đó ha chị ha. Nghĩ nó đóng ra. Tại vì trước giờ em chia sẻ là em học dance sport và em nhảy với bạn trai em thôi. Dạ nên không có sao, bây giờ em chiếu bình thường vui vẻ không có sao hết. Rồi bây giờ mở nhạc cho chị Hương trước đi. Rồi xin mời chị. Chị mình đứng lên. Rồi xin mở nhạc cho chị Hương nha. Chúc cái này chia sẻ là mình nhảy một cái vũ điệu tự do mà gấp đôi với chương trình thôi, hay sự động viên của ban biên tập chương trình. Dạ. Rất là ngại khi mà lên sóng. Dạ. Cảm ơn mọi người. Có nhạc chưa nhỉ? Ôi trời. Chị ra trước. Rồi, tắt đi nhạc đi, xuống được rồi. Tôi thấy nhảy gì tới sáng nó cũng vậy à. Bây giờ đề nghị hai anh chị nhảy một chút gì đó giống như tiếng nói đó. Ừ, anh muốn rumba đúng không? Đúng rồi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xem như là chúng ta bạn bè với nhau đi, thử một chút xem nó có một chút tình cảm gì chứ đứng trên nhúng ngoài nhạc rumba. Dạ rồi, anh ngồi xuống khi nào nhạc lên bắt đầu mình đứng lên mình dìu bạn nhảy mình nha. Như thế ban tổ chức ơi, cho em xin một điệu nhạc rumba. Cái này mà rumba hả? Rumba. Rumba. Có chút gì đó tình cảm lãng mạn chứ. Dễ thương. Cảm ơn anh chị đó. Chị ơi, thấy chưa, rõ ràng ảnh là một bạc nơ dìu rất tốt mà. Trời rất ơi tốt. Đấy, chúng tôi tạo mọi điều kiện cho các bạn nói chuyện với nhau. Có thể là nắm tay nhau, có thể nhảy một cái điều lãng mạn nào đó để ta những cái cảm xúc để xem nó có kết nối lại với nhau hay không. Rồi bây giờ thế này, chúng ta còn chỉ 30 giây nữa thôi. Mình hãy nói thật những cái gì mình đang suy nghĩ trong đầu của mình. Không cần hoa mỹ, suy nghĩ cái gì nói cái đó. Mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bắt đầu, Tiến nói trước đi. Anh thấy em xinh lắm, dễ thương lắm. Anh tin rằng với khả năng và cái con người của anh cũng như cha mẹ của anh thì có lẽ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh tin rằng mình sẽ sống với nhau thật sự trên con đường mình đi. Mình hãy chân thật và mình hãy dành cho nhau một cái tình cảm cao cả. Đó là điều anh mong muốn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Còn câu trả lời sẽ dành cho nút bấm từ bạn gái. Và bây giờ xin mời hai anh chị mình để tay vào nút bấm. Đây chị, đây. Đây là khoảnh khắc rất là quan trọng trong cuộc nói chuyện. Chúng ta có thể nói vui, chúng ta có thể đùa với nhau, nhưng bây giờ đã đến lúc. Hãy nhắm mắt lại đi các bạn. Mình thử tưởng tượng xem, mình suy nghĩ thật kỹ xem một nửa trước mặt mình có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Bởi vì cơ hội, nếu chúng ta không thích, không rung động, chúng ta nhường cơ hội để cho người khác. Bấm nút là trao duyên cho nhau, mà trao duyên rồi khó lấy lại. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bao giờ chúng tôi cũng nói với người chơi như thế. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Nào. Dạ, xin mời chị. Chị Hương không bấm. Tại sao bạn không bấm? À, em nghĩ là anh sẽ gặp được người con gái phù hợp hơn. Em cảm ơn anh đã chứng nào. Có thể các bạn đã có duyên với nhau nhưng không có nợ với nhau. Không sao cả.
sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ dành cái nút bấm cho cô gái, và rất nhiều cô gái đang theo dõi truyền hình cũng có thấy phù hợp với anh, yeah. sẽ dành nút bấm nó cho Tiến. Yeah. Cuộc sống là như thế. Yeah. Ha? Thôi chúc cho mỗi chúng ta sẽ sớm tìm được nửa yêu thương cho cuộc đời của mình. Yeah. Bởi vì không rung động không thể bấm được đâu. Ha? Bấm mình tội người ta. Yeah. Rồi, món quà của hai người cứ giữ lấy. Yeah. Xem như một lần mình gặp nhau trong một giấc mơ nào đó. Yeah. Và trong cuộc đời mình đã một lần mình gặp một đối tượng mà chưa có nợ với nhau. Yeah. Đây là món quà của nệm cao su Vinalatex dành cho các bạn. Và hai món quà đó là món quà từ Việt Nam, cacao mật của đất. Tuy rằng trong tình yêu nó có những lúc đắng và cũng có nhiều lúc ngọt. Yeah. Hôm nay nó có một chút gì đó đắng đắng, nhưng sau này có nhiều cái vị ngọt nó sẽ kết hợp để các bạn có một tình yêu hoàn hảo hơn. Dạ, xin gửi tặng anh chị mỗi người một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đông Dương sản xuất. Và tiếp theo đây nữa là một phần quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt là một nồi cơm điện. À, đây, xin gửi tặng anh chị. Một lần nữa rất cảm ơn các anh chị đã đến tham gia chương trình nha. Đáng lẽ góp gạo thổi cơm chung, nhưng bây giờ không được thì tặng mỗi người cái nồi tự nấu tự ăn. Rồi, dạ rồi. Cảm ơn các bạn. Trời ơi, có một người duyên rồi đó nha. Thôi cọc tin đi thôi. Em cứ dẫn em đeo cái chữ này chữ gì vậy? Chữ phát. Dạ. Chị hy vọng em sẽ phát nha. Phát tài, phát lộc, phát tình luôn. Hay à, thời khó à. Em trai cho tao chỗ tay dữ vậy ba. Đẹp trai không? Bạn tên là gì? Tên Nguyễn Hồ Ngọc Châu anh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh. Nguyễn Hồ Ngọc Châu, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh. Và bây giờ, mời bạn gái bước lên sân khấu. Em tên gì? Em tên Quế Trân. Trân năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 25 tuổi. Hiện giờ Trân đang làm gì nè? Em là nhân viên văn phòng. Hôm nay tại sao em lại đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Có một lần em xem trên TV. Em thấy chương trình này hấp dẫn và có thể là em cần tìm một nửa của mình ở chương trình này đúng không? Dạ. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ được như ý muốn. Bên đây là đang làm nhân viên văn phòng. À. Còn bên đó... Nhân viên kinh doanh. Bạn 27 tuổi, tôi nghĩ rằng cái tuổi này cũng đã có người yêu rồi chứ. Do công việc á, cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều á. Hồi đó giờ có tiếng sét ái tình lần nào chưa? Dạ chưa. Hồi đó giờ bạn có yêu thầm ai chưa? Dạ chưa luôn anh. Đó giờ có ai yêu bạn chưa? Dạ có. Vậy chứ mẫu người phù hợp với bạn là như thế nào? Nói chuyện dịu dàng, hiền, dễ thương, cao khoảng 1m6. Ớn rồi. Cao khoảng 1m6? Dạ. Bạn mét mấy mà bạn yêu cầu cao 1m6? Em 1m61. Bên đây cao 1m6 ngược được không? 1m9 á, được không? Em tự nhiên thấy da em trắng mịn như vậy chị ngưỡng mộ lắm. Có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì, tại em thích ăn trái cây nhiều. Vậy hàng ngày công việc của em là tiếp xúc với nữ nhiều hay với nam nhiều? Công ty của em toàn là nữ không? Nữ không à hả? Mấy sếp cũng là nữ không à? À, thì hèn chi là không có được đối tượng nào hết trơn phải không? Dạ. Chị thấy em có một nụ cười rất là duyên, mắt em rất là to và đẹp, chị vậy đó. Tôi hỏi bạn là đó giờ bạn có một cái mối tình nào đặc biệt trải qua chưa? Thì cũng có. Lý do tại sao ta chia tay? Sau thời gian quen thì có những điểm mâu thuẫn giống như là phát sinh ra những thứ không đáp ứng được. Những thứ nào không đáp ứng được trong tình yêu, bạn có thể nói cụ thể là? Bạn nữ đó em bướng quá, bướng bỉnh quá. Rồi gì nữa? Cái bạn đá. Rồi gì nữa? Nhiều quan điểm không phù hợp. Còn bạn? Thì quyết điểm của bạn là gì? Hơi cọc. Hơi cọc. Quyết điểm gì nữa? Không được cao. Vậy sao bạn yêu cầu người phụ nữ của bạn là phải là cao? Em cao cái mày. Nói nhỏ mình chỉ nghe thôi. Mét năm. Mét năm. Mét năm. Rồi mặt bên đây sắm sạch luôn rồi. Bây giờ anh hỏi em à, em đến đây kiếm người yêu hay là kiếm vợ? Kiếm người yêu trước. Được làm vợ luôn. Em thì yêu bao nhiêu năm thì bạn cưới nhau? Thì duyên thôi. Dùng nửa năm, một năm. Được, không được, 2 tháng hốt luôn. Trời ơi.
cương tính muôn ký, con còn 3 ký hốt luôn. Trời ơi, vậy là chết rồi. Sao em? Giờ nếu mà bên đó hốt em luôn em chịu không? Hốt luôn em. Hên xui ha. Bây giờ coi mặt coi được hốt luôn ha. Mà bây giờ có 1m5 mà người ta đòi 1m6, giờ làm sao đây? Trời ơi, khổ quá. Bên kia có 6m61 mà trời ơi, người ta có 1 phân à. Mà làm thấy ghê quá à. Bực mình. Trời ơi, có một trường duyên rồi đó nha. Thôi, học tính đi thôi. Em, cái chữ em đeo cái chữ đó là chữ gì vậy? Chữ phát. Phát hả? Dạ. Chị hy vọng em sẽ phát nha. Phát tài, phát lộc, phát tình luôn. Hay à, hơi khó à. Thế nếu như 1m50, nãy giờ em suy nghĩ điều gì? Nếu mà 1m50 cho mang guốc luôn. Để em coi em coi chiêu nha. Xin. Mày mắc cỡ lắm, đừng có nhìn người ta sắp soi vậy. Chúc mừng bà. Tôi cũng khó tính lắm, tôi thấy chúc mừng, tôi nói chúc mừng là bạn yên tâm rồi ha. Còn chuyện chiều cao thì em qua bên đi. Mình cũng đâu có dài đâu, mình chọn dài chứ mệt. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và trao đổi với nhau những thông tin cần thiết trước khi quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ xin mời màn kéo lên. Bạn thấy hồi hộp không? Hơi căng thẳng chút xíu. Bạn cảm nhận Quế Trân là người như thế nào? Thì ít nói, hình như là hơi bị bé tí. Còn gì nữa? Hơi lùn thì nó đại đi cho rồi. Bạn thích tóc dài, thích tóc ngắn? Thích tóc dài. Thích tóc dài. Quay mà thấy luôn tóc ngắn ngủng hàm. Quay mà thấy luôn tóc ngắn ngủng hàm. Người ta đã nhút nhát rồi, anh xích lên đi. Để nhìn lâu chút xíu, anh Quyền Linh nhìn chưa lâu đâu. Phải rồi. Phải rồi. Nói đi em, thôi nhìn đủ rồi, nói đi. Căng thẳng quá, hết nói được rồi. Ta có 2 phút bây giờ, hết 30 giây rồi đó. Tập thì sao nhìn nhau hoài vậy? Nói đi. Nhường em nói trước á. Nhường khô quá. Do ngồi trên đây căng thẳng. Em ngồi ở đây em căng thẳng vậy, em ngồi ở đâu không hết căng thẳng em. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai hỏi câu cho đàng hoàng cho ra trò, cái trời tôi chờ đợi nãy giờ đó. Còn 30 giây nữa. Nhanh. Chờ em không biết hỏi gì nữa rồi nên ơi. Không ra tôi ngồi thế không đó. Mần ăn cái gì rồi đi. Tâm. Ta hẹn hò giống như mình hẹn hò mình nóng hơn ta. Ủa? Đẻ lên. Thôi câu kết thúc đi coi. Em cao 1m5 thiệt không? Hết thời gian. Trời đất ơi. Và bây giờ thời khắc quan trọng. Trong 3 tiếng đếm, các bạn hãy quyết định mình có hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau. Các bạn đồng ý hẹn hò các bạn phải nhấn liền. Còn không hẹn hò các bạn không nhấn. Một. Suy nghĩ kỹ nha. Hai. Và ba. Hết thời gian. Không nói được gì nhiều nhưng mà nhấn nhanh quá. Anh nói thiệt chứ anh, nếu mà anh với cái từ là mai là mối chỗ này thì tụi anh đau tim nhiều hơn tụi các bạn. Làm ăn cái gì mà ngồi không nói năng gì tới chừng nhấn nút cái là cái ao vậy đó. Sao nhấn nhanh quá vậy? Tại em nghe nói hết giờ. Thôi em nghe nói hết giờ em sợ quá. Sao? Rồi sao 1m50 mà cũng nhấn? Nè đứng vô là xứng đôi thấy chưa đó. Vừa bạn. Đâu hai bạn chơi ghế nắm tay cho tôi. Tay nhau coi. Hai bạn nắm tay cho tôi cảm nhận được gì? Cái tay cái coi.